Dương Kiển bình an, mến chào tất cả các bà con đang xem kênh nè. Hôm nay em tiếp tục giao lưu với bà con một số cây phoi, cây bonsai và sam núi trái nha bà con. Đó, để giao lưu với bà con. Đó, này là hồng ngọc mai ha, mã số 1. Đây, mã số 1 là một cây hồng ngọc mai ha. Cây này rất là quái, cây này nó cũng thường chậu lâu lâu ha bà con. Phước này kì. Chiều cao từ mặt chậu lên là 29. Đó. Cái này không biết cái tán sao đoan gì quá, 20. Đó, tổng cái quỳnh đế gì nữa là 21. Cái này thân nó khoảng tay giữa thôi ha bà con. Tay áp ha. Tay giữa thôi ha. Nó nhờ được cái bộ đế đẹp này ha. Rồi cây này đó là em ship luôn cái chậu này là giá 500 ngàn ha bà con. Đó, còn không lấy chậu giá 450 ha. Rồi. Số 2. Cây số 2 thì cũng đồng giá luôn. Đó, cây này dạng cây quái nha bà con. Chiều cao là 19. Ngang gì là 18. Cái hoành nó cũng ngón tay áp vậy ha bà con. Cái hoành đế nó đây là 27. Cái hoành cũ nữa ha. 27 rồi, giá cũng 500 ngàn ha. Không chậu thì 450. Sống khỏe này là thuần rồi. Không chậu rồi. Số 3 cũng đồng giá luôn. 500 ngàn có chậu ha bà con. Cao là 20. Đây. Cái phơm tán chỗ này cũng 20 ha. Đó. Đo chứ gì thôi chứ không biết đo làm sao, nó dạng ghế quái không à. 28. Đó. Này thì ngón tay út cái này là rất già cây ha bà con. 500 ngàn em bao ship toàn quốc. Số điện thoại em là 0939442212 ha bà con. Đây, mã số 4 là một cây chạo hút kiến nha. Bụng sẫm ha. Chiều cao là 13. Tổng chiều dài tán là 40. Đó, cây này ngón tay út ha bà con. Này dạng mini ha, cây này giá 300 ha, em bao ship toàn quốc. Có trái. Có trái. Cặp sam núi số 5. Cặp sam núi trái số 5 ha bà con. Đây, cặp này là nó lên lá sống khỏe ha. Này, ra được hai cây à. Cái chiều cao nó là 15. Mình tính luôn cái ống từ mặt ống lên ha bà con. Này, cái này gỡ ống rồi nè. Chồng gỡ ống ra đế nó gì đó. Hoành nó dao động từ 10 tới 11 ha. Đó. Là ngay đây ha. Cặp này em giao lưu với bà con là giá 700 ngàn. Em bao ship toàn quốc ha. Một cặp sam trái. Mã số 5. Không, số 5. Mã số 6. Đây là cặp này là cặp dán trực ha. Đó, cũng 700 ngàn luôn. Đó, cao là 42. Đó, cây này cao khoảng 38 à. Đấy, cây này hoành nó lớn. Cây này còn đế ở dưới nó cũng như gì ha bà con. Em đo cây này thử đây. Đây 10. 11. Ở dưới đây chắc 12, 13. Đó, cặp gì cũng 700 ngàn ha bà con. Em bao ship toàn quốc ha, dán trực ha. Cặp số 7. Cặp số 7 là một cây trực bắt, một cây quái ha. Một cây trực, một cây lắc quái ha. Đó. Chiều cao là 30. Đây, cây này chiều cao nó 31. Đây, cây này co lắc rất quái ha. Mình sát gốc nó đây là 9 rồi, hơn 10 rồi. Cái này chắc hơn 10. Rồi cặp này cũng 700 luôn ha bà con. Em bao ship toàn quốc ha. Cặp số 8. Đây, hoành cái này khoảng 10 thôi ha bà con. Ở dưới cái sát gốc này ha. Tại cái lô này nguyên một lô nó na ná nhau hả. Cũng 700 ngàn luôn ha bà con. Cao khoảng 20 ha. Đây, một gan. Sam núi trái. Này mình chọn cái mình dán đi. Chọn dán cái nào đẹp cái mình chọn. Số 9 là một cây dúi nha bà con. Đó, một cây dúi ôm được cục đá nhỏ. Cao là 29. Đây. Tổng cái hoành ngay đây nó là 40. Đây là cục đá ha, đây là cục đá nó ôm nó vô đây cứng luôn rồi. Đó, cây này em giao lưu với bà con là 550 ngàn. Em bao ship toàn quốc ha. Số 10 là khế gân ha. Chiều cao là 42. Đó.
Hoành ở vị trí này chỉ có 17 thôi. À, nguyên một đệ bệ đế lớn ha. Cây này giá 500 ngàn thôi, các em bao ship toàn quốc ha. 11. Đây cũng tiếp tục là một cây khế luôn. Cây này nó có cái cánh nhánh bay ra đây là 67, chiều cao đây là 25. Tổng cái hoành cụm của nó là 46 lên 3 thân ha bà con. Khế gân và khế gân bình tân ha. Cây chua ha. Rồi mã số 11 này em giao lưu với bà con là 800 ngàn, em bao ship toàn quốc ha. Cái gân 12. 12. Đây. 12, chiều cao là 46. Mấy cây này nó có bộ đế cũng đều đẹp ha. Hoành đây là 15. Rồi cái này giá 400 ngàn, em bao ship toàn quốc ha. Cây khí gân này sống khỏe rồi. Đừng có. Mã số 13 cũng tiếp tục là cây khí gân luôn. Này alo này em được 10 cây ha. Cao nó là 40. Hoành là 23. Rồi cây này có giá là 600 ngàn, em bao ship toàn quốc ha bà con. Đó. Số 14. 14. Đây. Cao là 53. Mấy cây này là nó đâm chồi sống khỏe hết rồi. Cái gân này dòng này cũng dễ sống lắm. Này về mình chỉ cần để trong mát mình tưới nước, cái giữ ẩm nó là nó lên tược nó sống à. Hoành là 25. Rồi cái này em giao lưu với bà con là giá 600 ngàn, em bao ship toàn quốc ha. 15. Đây 15. Đó. 15 là một cây này dáng cũng quái quái ha. Chiều cao là 59. Đây nó có một nhánh bay nhỏ ra ha. Hoành vị trí này 30. Đó, để nó làm gì nha bà con. Để cũng quái quái luôn. Rồi cây này em giao lưu với bà con là 1.100.000, em bao ship toàn quốc ha. Đó. 16. Đây. Lô này thì em mới về ngày hôm qua thôi. Cao là 48. Này một cốt lên 3 thân ha. Hoành vị trí này là 27. Rồi mã số 16 này em giao lưu với bà con là 850.000, em bao ship toàn quốc ha. Mã số 17. Đây. Cái này lớn nha. Quái quái. Chiều cao là 66. Đó. Nhánh nè, còn nhánh. Nó mầm ơi. Nó bay ra ha. Bay ra đây là nó 66 luôn. Hai nhánh bay luôn. Để tổng tổng hoành thân chỗ này là 30. Đó, cây này em giao lưu với bà con là 1 triệu ha. Em bao ship toàn quốc. Đó, đế cũng đều đẹp ha bà con. Rồi, đổi cây. Mã số 18. Đây, cây này là cây lớn ha bà con. Đó. Cây này dáng nó lắc. Chất lắc cao là 93. Đó, cái tán ngang nó gì luôn nè ha. Tán ngang đây là nó 84. Cái này hơi khó ship một chút. Hoành nó là 31. Đó, cái này em giao lưu với bà con là 1.300.000, em bao ship toàn quốc ha. Đây, đế đều cũng đều ha. Rồi, đổi cây. 19 là một cây me ha bà con. Đó, một cây me chua ha, cây này một nước dây ha. Đây.
chiều cao là 56. Cái này dáng lắc lượng ha, đế cũng đẹp luôn. Tán rộng là 58 ha bà con. Cái này nó từng có trái rồi ha, nó còn phôi là nó có trái rồi ha. Hoành cái này là 16. Rồi cái này giao lưu với bà con là 750 nghe, em bao ship toàn quốc ha. Mã 20. Mã 20. 20 cũng đồng giá là 750 luôn nha bà con. Đó. Chiều cao là 48. Tán ngang là 49. Đó. Cái này thân co lắc ha. Chắc quái. Hoành là 14. Rồi cái này em giao lưu với bà con cũng 750 luôn ha. Bao ship toàn quốc luôn. 21. 21, 21 thì cây này có dáng quái nha bà con. Đó. Chiều cao là 59. Tổng cái tán ngang nó là 60. Rồi. Hoành vị trí này là 14 đi. Rồi cũng 750 ngàn luôn, em bao ship toàn quốc ha. Đó. 22 là một cây linh sam song hình ha. Đó, đang lên bông gỗ. Rồi cái này có chiều cao là 39. Tán ngang là 66. Đó, cái này là nó rất là dễ lên bông ha bà con. Yêu cầu mình chỉ tỉa đọt một cái là bắt đầu bỏ nước vài ngày lên bông. Song hình da me, cái này dạng bông bông nhiều ha. Hoành nó là 20 đi. Cái này là sắp đế, đế đều hết bốn mặt ha. Đế rất là đều này, em chưa có xử lý lên. Rồi cái này em giao lưu với bà con là 1.300.000, em bao ship toàn quốc ha, ship luôn cái chậu này ha. 23. 23 là một cây sam dáng đỏ ha. Cái này em để cái chậu nhựa vô trong đây ha. Đó, mình ăn cho mình thấy cái dáng nó dễ một chút ha. Đó, còn muốn ship chậu em ship chậu này luôn cũng được. Cao là 25. Tổng chiều dài tán là 82. Tán ngang gì là 39 ha bà con. Đó. Cái này nuôi khoảng năm ngoài ha. Mười sáu đi. Đó, bộ đế cũng đều rất đẹp ha. Rồi cái này em giao lưu với bà con là 1.100.000 ha. Em bao ship toàn quốc, ship luôn cái chậu này cho bà con ha. 24. 24 đây, một cây dáng đổ luôn. Đây, đế rất đẹp. Đổ bán đổ nha bà con. Cao là 22. Tổng cái chiều dài tán là 61. Đó. Mười sáu luôn đi. Đó, bộ đế cũng rất đẹp ha. Này, ngang chỗ này chắc khoảng 40. Song hình, sữa bông luôn. Song hình bông này là bông nhiều ha. Rồi, mã 24 này em giao lưu với bà con là 1.000.000, em bao ship toàn quốc ha. 25. Rồi, cái này cũng giá là 1.000.000 luôn ha. Cái này đổ sâu một chút. Chiều cao là 30. Ngang gì là 38. Tổng chiều dài là 54. Đó. Hoành vị trí này là 18 ha. Rồi cái này cũng đã giao lưu với bà con là 1.000.000 ha bà con. Mã số 25 ha. Một cây linh sam song hình. Chậu hết luôn. 26. 26 cũng là 1.000.000 luôn ha bà con. Cao là 26. Tán ngang là 41, tổng cái tán dài như là 65. Đó. Hoành vị trí này là 17. Đó, 17 nha bà con. Rồi, cái này giá 1.000.000 luôn ha, em bao ship toàn quốc. Cây 27, 27 là một cây sam siêu bông ha. Cây này nó được 4 nước dây ha bà con. Cây này cốt cành nuôi lớn này nuôi lâu rồi ha. Chiều cao nó là 36. Tổng cái tán dài nó là 58. Đó. Ngang gì là nó 44. Này là hai thân ha.
Đây hoành sát gốc gì nữa là 20 ha bà con. Một thân nó khoảng 12 cái gì? 12. Rồi cái này em giao lưu với bà con là 1.300.000, em bao ship toàn quốc ha. 28. 28 là một cây bằng lăng ha. Đây, bằng lăng này là bằng lăng da láng ha, lá nhỏ ha. Chiều cao là 64. Đó. Cái này là cây một cốt ha bà con. Cái này về mình ghép tường vi huyết long hoặc là tường vi đỏ ha. 44. 44 là hoành ha. Rồi mã số bảo hành sống cho bà con là 1-2 tháng luôn đi. Mấy cây này rất dễ sống. Rồi 900.000 ha bà con. Mã số 28 em bao ship toàn quốc ha. 29. Đây mã số 29. Chiều cao là 64. Đó, cái này lên 3 thân. Một cốc lên 3-4 thân gì đây. Mấy cái này là sống khỏe hết rồi. Hoành chỗ này là 40. Rồi 800.000 ha bà con, em bao ship toàn quốc ha. Đó. 30. 30 cũng là một cây bằng lăng luôn. Cao là 58. Đây. Cái đế rất bự ha. Hoành vị trí này là 65. Rồi, cái này em giao lưu với bà con là 1.000.000, em bao ship toàn quốc ha. Cây bằng lăng ha. Đây tiếp tục phôi 31 này cuối clip luôn ha bà con. Đây chiều cao là nó lộn rồi. Chiều cao là 64. Lăng hoa tím, lăng gừng. Hoành là 80. Rồi cái này giao lưu với bà con là 1.000.000 luôn ha. Đó. Mã số 31 ha bà con, mã số cuối clip ha. Rồi cuối clip Thanh Bình cũng xin chào và chân thành cảm ơn bà con ủng hộ clip, rất mong được sự ủng hộ những clip kế tiếp, chân thành cảm ơn ạ.